Bùi Quỳnh Hoa khiến dân tình phẫn nộ, tự nhận mình là nạn nhân, đổ lỗi cho khán giả, rêu rao cộng đồng mạng Việt Nam khi thi quốc tế, trả lời phỏng vấn tiếng Anh lạc đề khiến MC xịt keo. If you have to invite a Salvadorian to your country, where would you take him? I think when I come back to my country, I will say with them about people in here because I very express with them, and I feel this is a great expression, and I want to say with them about people in here so friendly, so honored. And I want to say with them, and there's so trouble in here. Ủa gì đó? Là sao vậy mọi người? Mới đây, một hình ảnh có mặt Bùi Quỳnh Hoa được cho là hồ sơ của nàng hậu gửi đến Miss Universe bỗng hé lộ chi tiết khiến mọi người phẫn nộ. Điều đáng chú ý trong tập hồ sơ này là ở phần trả lời câu hỏi bạn muốn Miss Universe biết thêm gì về bạn. Bùi Quỳnh Hoa đã viết rằng tôi từng là nạn nhân của một vụ bạo lực mạng có dàn xếp sau khi đăng quang Miss Universe Việt Nam. Tới đây dân tình té ngửa vì những dòng chữ trên quá vô lý và vô căn cứ. Ở đêm chung kết, phần trả lời ứng xử của cô có nhiều điểm nghi vấn. Hơn một nữa giống trên Google, câu thành ngữ nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cô cũng nói sai, từ thắng không kiêu. Bại không nản thành thắng không kiêu, bại không chảnh. Là một người thắng không kiêu, bại không chảnh. Nếu so sánh với phần ứng xử của em Ma Lê hay Hồng Đăng trong Top 6 thì quá dỡ tệ, nhưng bằng cách nào đó cô vẫn đăng quang. Đó chính là lý do vì sao mà khán giả phẫn nộ, chứ hoàn toàn không có bất kỳ một sự dàn xếp nào ở đây. Điều Quỳnh Hoa nói chính là một điều vô căn cứ và có phần vu oan cho khán giả. Yêu thích hay hờn ghét là quyền tự do của mỗi người, đặc biệt đối với một cuộc thi lớn như Miss Universe. Khi nhiều người quan tâm thì quyền yêu ghét đó càng được người ta bày tỏ nhiều hơn. Chẳng có gì là dàn xếp và cũng chẳng có gì là tổ chức một cuộc bạo lực mạng để hạ bệ cô. Nhiều người cho rằng nếu Bùi Quỳnh Hoa thật sự xứng đáng thì khán giả đã không phản ứng gay gắt đến vậy. Nhiều fans hoa hậu còn bình luận, dòng chữ trên sẽ làm Bùi Quỳnh Hoa làm mất điểm với giám khảo vì góc nhìn quá tiêu cực. Nếu nói đó là dàn xếp thì ai là người dàn xếp như thế nào? Bùi Quỳnh Hoa không có bằng chứng nên điều này là hoàn toàn vô căn cứ. Việc nói một việc bản thân không có căn cứ trong profile dự thi, đến khi phỏng vấn kín nếu bị giám khảo hỏi thì chắc chắn sẽ không biết đường trả lời. Nhìn sang đường kim Miss Universe 2022, người cũng từng bị khán giả và các thí sinh cùng thi tố mua giải ở mùa Miss USA 2022. Cô phản ứng hoàn toàn khác. Trong vòng phỏng vấn kín, cô chia sẻ bản thân hơi buồn khi cố gắng của mình không được khán giả ghi nhận và cho là cô mua giải, nhưng cô nghĩ đó là động lực cho cô để làm việc chăm chỉ hơn và cố gắng nhiều hơn để khẳng định bản thân mình. Đó mới chính là những gì cần nói và cần ghi vào hồ sơ. Ta có thể thấy rõ, tuy chung một hoàn cảnh, chung một tình huống, nhưng cách phản ứng của Bùi Quỳnh Hoa và Miss Universe 2022 hoàn toàn khác, khác nhau một trời một vực. Một bên lấy làm động lực để khẳng định bản thân, một bên lại tiêu cực đổ lỗi cho khán giả. Không những góc nhìn có phần tiêu cực và khả năng của Bùi Quỳnh Hoa cũng là một dấu chấm hỏi rất lớn, đặc biệt là tiếng Anh. Trình độ tiếng Anh rất ba chấm khiến người nghe phải ngượng ngùng, vì mới đây đoạn clip Bùi Quỳnh Hoa trả lời phỏng vấn tiếng Anh tại Miss Universe đã khiến dân tình xỉu lên xỉu xuống. Cụ thể, khi tham gia hoạt động tại Muti Plaza, cô được MC chọn để phỏng vấn. Bùi Quỳnh Hoa mở đầu bằng một lời chào khá suôn sẻ, nhưng đến khi MC đặt câu hỏi thì Bùi Quỳnh Hoa bắt đầu xịt keo. Câu hỏi là nếu như được dẫn một người ambassador đến Việt Nam thì cô sẽ dẫn người đó đi đâu? Câu hỏi khá dễ dàng, từ vựng cũng khá đơn giản, nhưng có lẽ cô không hiểu câu hỏi. Thấy vậy, MC phải tắt micro để diễn giải câu hỏi cho Bùi Quỳnh Hoa. Bé quay thấy vậy cũng chuyển đi chỗ khác để tránh khoảnh khắc ngại ngùng. Sau khi được cô MC diễn giải lại câu hỏi, Bùi Quỳnh Hoa bắt đầu trả lời. Nhưng tới đây mới chấn động, Bùi Quỳnh Hoa trả lời lạc đề hoàn toàn. Cô nói, khi tôi trở về Việt Nam tôi sẽ nói với người Việt Nam về con người ambassador, rằng con người nơi đây rất dễ thương, tôi yêu trải nghiệm nơi đây. Câu trả lời hoàn toàn lạc đề khiến cô MC xịt keo cứng ngắt. Rõ ràng đây là một câu hỏi quá sức bình thường, nhưng cô còn trả lời lạc đề. Tương lai còn phải phỏng vấn kín, không biết cô sẽ trả lời được gì.